Xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với Thích Đồ Âu và Tú Stone Cook House. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn làm một bữa sáng có đầy đủ năng lượng cho cả ngày hoạt động. Và điều đặc biệt là các bạn chỉ phải bỏ ra khoảng 10 đến 15 phút để làm bữa sáng này thôi, rất nhanh. Bữa sáng hôm nay tôi sẽ làm có đầy đủ cả tinh bột là khoai tây, tôi sẽ làm hash brown, có cả chất béo và đạm từ xúc xích và trứng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nạo vỏ của khoai tây ra để mình bắt đầu mình nạo nhỏ cái khoai tây thành sợi để mình làm hash brown. Đấy, đây là khoai tây tôi đã bào sợi ra này và hành tôi cũng băm nhỏ ra để làm. Bây giờ mình sẽ xào cái khoai tây và hành này đây. Tôi sẽ dùng bơ để xào khoai tây của mình lên. Cái khoai tây trước khi mình là nặn thành cái hash brown mình xào cho nó chín đây đã, cho lát nữa nó dễ cái hỗn hợp nó dễ kết dính lại với nhau. Sau khi một khoai tây mình đã chín rồi, tôi sẽ chuyển ngược nó ra bát để mình trộn thêm những cái gia vị vào các bạn nhá. Đây, thì ở đây tôi sẽ cho thêm cả phô mai vào. Phô mai đây tôi sử dụng hai loại phô mai, cái phô mai mềm. Đó, tôi sẽ cho hai miếng phô mai mềm vào. Và ngoài ra tôi sẽ sử dụng cả phô mai cứng là phô mai cheddar. Tôi sẽ bào cả phô mai cheddar vào đây nữa. Tôi sẽ cho khoảng một thìa bột mì vào nữa để tăng độ kết dính của hash brown. Tôi cho thêm một chút muối tiêu vào. Đấy, vừa thơm hơn và cái vị nó cũng đậm đà hơn. Và tôi cho một chút bột ớt cayenne. Thì nếu mà các bạn làm cho trẻ con thì không cần phải cho ớt. Nhưng mà đây tôi muốn nó đậm đà, nó cay hơn một chút thì tôi cho bột ớt của mình vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên cái hash brown của mình. Các bạn, nó cũng rất là đơn giản, các bạn làm cho thành hình tròn hoặc hình tam giác đều được. Đấy, chúng ta làm ép nó cái hash brown của mình cho nó mỏng một chút thì lát nữa cái độ giòn nó nhiều hơn. Và chúng ta chú ý là đun rán ở mức lửa vừa thôi thì nó vừa giòn mà bên trong nó cũng còn mềm, nó không bị cháy. Nếu các bạn để lửa to quá sẽ rất là dễ bị cháy, vì ở đây chúng ta có cả bột mì và có cả phô mai nên là nó dễ cháy. Và bây giờ để tiết kiệm thời gian này, tôi sẽ cho cả xúc xích vào chiên cùng. Chúng ta có thể tận dụng về buổi sáng, tất cả mọi người đều không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị bữa sáng, nên đây cũng là một cái bữa sáng mà khá là nhanh nhưng mà đầy đủ dưỡng chất các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ chuyển qua chiên trứng là cái khâu kết thúc này ạ. Buổi sáng thì tôi sẽ ăn hai quả trứng, rắc một chút muối và tiêu. Trứng thì tùy sở thích từng người, có người thì thích ăn chín hoàn toàn thì các bạn có thể chiên hai mặt. Các bạn cũng có thể làm những cách khác nhau như kiểu là scramble hay là omelette. Thì scramble hay omelette tôi sẽ có một cái video khác để hướng dẫn các bạn làm sao cho ngon nhất. Đó, còn ở đây thì tôi thích ăn cái trứng chiên vừa, gọi là sunny side up.
Bởi vì là chiên như thế này thì tôi có thể chấm bánh mì vào cái lòng đỏ trứng rất là ngon luôn, ngon tuyệt vời. Mà đơn giản, dễ làm, rất là nhanh. Rồi, công đoạn cuối cùng đấy là nướng bánh mì. Thì bánh mì nhà bạn nào có cái lò nướng bánh mì, cái toaster ấy làm thì nó tiện hơn. Đây tôi cũng tận dụng luôn, tôi áp chảo luôn, cũng rất là nhanh thôi, mất khoảng 1 phút là xong. Vâng, và đây là bữa sáng của tôi, bao gồm có trứng, xúc xích, hash brown, có bánh mì, và tôi thích uống cà phê vào buổi sáng, đầy đủ năng lượng cho một ngày làm việc. Rồi, bây giờ chúng ta thử sản phẩm của mình nào. Tôi sẽ thử cái hash brown đầu tiên. Nhìn rất là hấp dẫn rồi. Bên ngoài có vẻ là giòn, bên ngoài giòn tan và bên trong rất là mềm. Cái cheese nó chảy ra rất là ngon, rất là thơm. Wow, đúng như vậy. Bên ngoài rất là giòn, còn bên trong thì lại mềm rất ngon luôn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Tú Stone Cookhouse và Thích Đồ Âu. Chúc các bạn luôn có những sự lựa chọn cho bữa ăn của mình thật là đúng đắn và đảm bảo sức khỏe và cái dinh dưỡng cho cả ngày hoạt động. Chúc các bạn thành công. Bon appétit.